Thì chào anh em, thì trong clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài. Đấy, thì những clip trước tôi đã giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo, Viber, Kakao. Đấy, thì anh em có nhu cầu phần mềm nào thì anh em qua kênh anh em xem. Thì trong clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài. Đấy, thì tôi bật đồng hồ chạy dây này để đảm bảo cho anh em video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Thì bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung vào cái máy này, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp cho anh em nhìn thấy anh em nhé. Tin nhắn đến này anh em này. Đấy. Lô này. Đấy. 0100 này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa những con khác này anh em nhìn này. Anh em nhìn đồng hồ chạy dây vẫn cứ chạy bình thường. Đấy, tôi sẽ chuyển 0111 thành con số khác. Đấy, thành 2233 anh em nhé. Đấy, cực kỳ là hiệu quả. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến cái máy này. Đấy, rồi tôi sẽ ok lại anh em nhé. Đấy, để cho ví dụ anh em chuyển số người ta sẽ phải ok lại. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ gửi sang cái máy này, rồi tôi ok lại. Anh em chờ một chút, tin nhắn sẽ đến. Đấy, tin nhắn đến rồi anh em này. Đây anh em nhá. Lô 4455 này. Đấy, bây giờ tôi sẽ chuyển anh con số khác. Bây giờ tôi sẽ ok lại. Đấy, ok anh này. Thì thông thường chủ lô họ sẽ ok anh. Đấy. Ok anh này. Đấy. Ok anh này. Đấy, tôi sẽ để một vài phút sau. Đấy, tôi chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ hiệu quả của cái phần mềm này với anh em chưa lưu đề. Đấy, thì anh em qua sửa tin nhắn SMS tổng đài hoặc là anh em dùng phần mềm sửa tin nhắn Zalo, chúng tôi cung cấp hết cho anh em. Đấy, với anh em bên nước ngoài mà anh em không về được, chúng tôi sẽ có đội ngũ nhân viên cao cấp lành nghề. Đấy, xâm nhập vào máy của anh em, cài đặt trực tiếp cho anh em. Đấy, với anh em ở trong nước thì anh em lên cơ sở trực tiếp. Thì tới đây chúng tôi sẽ mở một cái văn phòng ở khu vực Đà Nẵng, anh em qua bến xe Đà Nẵng, anh em vào cơ sở anh em test trực tiếp. Đấy, với anh em miền Trung. Thì với anh em ở trong miền Nam, khu vực miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông, anh em vào cơ sở anh em test trực tiếp. Đấy, và cài đặt trực tiếp phần mềm. Đấy, với anh em ở khu vực miền Bắc, đấy, chúng tôi có hai cơ sở, khu vực bến xe Mỹ Đình và khu vực bến xe Giáp Bát. Đấy, thì anh em vào cơ sở. Đấy. Thì cái phần mềm này chúng tôi không lộ cho anh em. Đấy, thì anh em có nhu cầu anh em kết bạn Zalo này. Đấy, anh em kết bạn Zalo với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho anh em xem phần mềm thực tế anh em nhé. Đấy, vì cái nhu cầu bảo mật cũng như là bảo mật chính cho anh em. Đấy, thì anh em đỡ lộ phần mềm. Đấy, thì với rất nhiều anh em hỏi là chủ lô họ phát hiện và là thì có vấn đề gì không. Đấy, thì cái máy này được cài phần mềm chỉnh sửa trên điện thoại của anh em. Khi anh em sử dụng, anh em không muốn thì anh em xóa đi anh em nhé. Anh em sợ lộ anh em xóa phần mềm đi thì chúng tôi sẽ cài đặt lại cho anh em. Thế nên là anh em yên tâm về tang tích anh em nhé. Đấy. Thì cũng qua 1-2 phút rồi. Đấy, tôi sẽ để thêm 30 giây nữa cho thành 2 phút để tôi chỉnh sửa. Đấy, để đảm bảo cho anh em cái thời gian nó không bị thay đổi. Đấy. Thì có rất nhiều anh em hỏi cái phần mềm này chủ lô phát hiện thì làm sao. Thì tôi cũng vừa nói với anh em rồi. Anh em chỉ cần xóa phần mềm đi. Đấy, để chúng tôi cài lại cho anh em. Nên là anh em yên tâm. Đấy, không vấn đề gì anh em nhé. Thì cái phần mềm này có thể cài đặt trên tất cả những dòng điện thoại như iPhone, Samsung, Oppo, đấy, Vivo, đấy, Xiaomi. Miễn là điện thoại đời cao là chúng tôi cài đặt được cho anh em. Thì cũng qua được 2 phút rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa. Đấy, cách chỉnh sửa thì cực kỳ là nhanh. Anh em chỉ cần vào phần mềm, đấy, anh em sửa con số đã gửi thành cái con số mà anh em muốn. Ví dụ anh em đánh lô 4455 mà nó không về 4455, nó về 5566 thì anh em vào phần mềm, anh em sửa thành 5566 anh em nhé. Cực kỳ đơn giản thôi. Đấy, ok, tôi đã sửa xong. Thì khi tôi sửa anh em chú ý này. Đấy, bên máy của chủ lô này, máy bị chỉnh sửa nó không sáng đèn. Đấy, tôi sẽ mở ra này anh em này. Anh em thấy cái độ hiệu quả nó anh em nhé. Đấy, lô 4455 sửa thành 6677. Đấy, anh em thấy hiệu quả giờ giấc vẫn thế anh em nhé. Vẫn 6 giờ. Đấy, thì hiệu quả phần mềm này với anh em chưa lưu đề. Đấy, thì anh em có nhu cầu anh em lên cơ sở trực tiếp anh em nhé. Chúng tôi có hai cơ sở, khu vực miền Nam và miền Bắc.
Cái khu vực Đà Nẵng thì là khoảng tầm tháng nữa thì chúng tôi sẽ mở một cái văn phòng ở khu vực Đà Nẵng. Đấy, với anh em bên nước ngoài thì chúng tôi cài đặt từ xa trực tiếp cho anh em. Cài đặt xong thì anh em mới phải chuyển phí anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem clip.